Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 11, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt tặng hoa chúc mừng các thầy giáo cô giáo ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, giáo viên và những người công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu trong thời gian qua đã nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dạy và học. Với đặc thù là tỉnh miền núi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo của tỉnh để cụ thể hóa vào yêu cầu nhiệm vụ trong các kế hoạch, chương trình công tác sát và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh việc nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện trong công tác giáo dục, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh sinh viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo lộ trình, tổ chức các hoạt động cho học sinh phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt để đạt được những kết quả cao hơn trong công tác dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, Phong Thổ là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác giáo dục và đào tạo luôn được chú trọng. Thời gian qua, cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư xây dựng, đội ngũ cán bộ giáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nguồn lực phát triển giáo dục ngày càng đa dạng. Nhờ đó, chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Thổ có nhiều khởi sắc. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giào San, xã biên giới Giào San, huyện Phong Thổ là một trong những đơn vị trường học tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn. Năm học 2021-2022, trường có tổng số gần 1.000 học sinh, theo học tại 36 lớp với 96% là học sinh người dân tộc thiểu số. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tiến hành rà soát phân loại học lực của các em học sinh, từ đó có phương án giảng dạy, phân phối chương trình, bố trí giáo viên phù hợp với từng đối tượng, chú trọng tăng cường tiếng Việt cho học sinh. Đồng thời, vận động phụ huynh cho con em đi học, đặc biệt là đưa học sinh lớp 2, 3, 4, 5 từ các điểm trường lẻ về học tại trung tâm, duy trì tỷ lệ chuyên cần đến 99%. Để đảm bảo được thì thứ nhất là phải bám sát cái sự chỉ đạo của ngành về cái công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay và xác định những cái mục tiêu để xây dựng những cái nhiệm vụ, thực hiện những cái mục tiêu đó để đạt được cái nhiệm vụ kế hoạch năm học đã đề ra. Và cái biện pháp thứ hai đó là phải làm tốt cái công tác tư tưởng cho đội ngũ giáo viên, xây dựng được khối đoàn kết nội bộ và phải thực hiện tốt cái quy chế dân chủ cơ sở. Về cái biện pháp thứ ba đó là không ngừng tự học và nâng cao trình độ. Nhà trường phải tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên luôn hoàn thiện những cái trình độ của mình, nhất là trong giai đoạn hiện nay đó là trình độ chuẩn của giáo viên, và cái học tập bồi dưỡng nâng cao cái phương pháp dạy học hướng đến lấy học sinh làm trung tâm và định hướng đến những cái phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, từng đối tượng học sinh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì mỗi một giáo viên phải không ngừng học tập ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học. Phong Thổ hiện có 36 trường vùng đặc biệt khó khăn tại 12 xã với 665 lớp và hơn 22.000 học sinh. Các đơn vị trường học trên địa bàn của huyện luôn tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tính đến nay, tại các vùng đặc biệt khó khăn có đến 99% học sinh lớp 3, 4, 5 ở các điểm trường lẻ về học tại trung tâm. Tỷ lệ chuyên cần học sinh bậc trung học cơ sở đạt trên 91%. Tỷ lệ phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố đạt 98%. Toàn huyện có 7 trường khu vực đặc biệt khó khăn đạt chuẩn quốc gia. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 34 ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh
về nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, thì công tác giáo dục trên địa bàn huyện đã đạt được một số cái kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể đó là nhất là về quy mô trường lớp thì đã được mở rộng, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước được kiên cố hóa và trang bị những thiết bị phục vụ dạy học cho đảm bảo sử dụng có hiệu quả. Thứ hai là đội ngũ của cán bộ giáo viên đã được đầu tư bổ sung tương đối đầy đủ và hoàn thiện. Phần lớn giáo viên thì trẻ, khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm, có ý thức trong việc tổ chức kỷ luật và năng lực phẩm chất, đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ. Toàn ngành có 1.342 giáo viên, trong đó mầm non là 434 giáo viên, tiểu học là 592 giáo viên và trung học cơ sở là 316 giáo viên. Về chất lượng giáo dục thì từng bước được nâng lên, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các trường thuộc xã khu vực 2, khu vực 3 so với các xã thuộc khu vực 1 đã được thu hẹp. Toàn huyện đã đạt và vượt 52 trên 57 chỉ tiêu được giao về giáo dục. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn tại huyện biên giới Phong Thổ còn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiếu giáo viên, khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng còn nhiều cách biệt. Tuy nhiên, với sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương cũng như sự tâm huyết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, quản lý, các thầy cô giáo, tin tưởng rằng giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Phong Thổ sẽ ngày càng khởi sắc, góp phần vào chất lượng chung của toàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2013, ngay sau khi huyện Nậm Nhùn được chia tách và thành lập, cô giáo Lù Thị Hằng nhận quyết định chuyển công tác từ trường mầm non xã Bum Tở, huyện Mường Tè về trường mầm non Sông Đà, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn. Thời điểm này, trường cũng mới được thành lập nên còn nhiều khó khăn, song được sự giúp đỡ tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên trong trường, cùng với sức trẻ và lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề, góp sức xây dựng quê hương Nậm Nhùn, cô đã vượt qua mọi khó khăn, từng bước gặt hái được những thành quả trong công việc, là một tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp chồng người của ngành giáo dục huyện Nậm Nhùn. Sinh ra và lớn lên ở bản Sằng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, nơi gắn liền với người anh hùng, nhà giáo Nguyễn Hữu Thọ. Nên từ nhỏ, cô Lù Thị Hằng sớm ước mơ trở thành cô giáo. Để thực hiện ước mơ, cô đã thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm mầm non. Sau khi ra trường, với sức trẻ và lòng yêu nghề, cô Hằng luôn gắn bó tâm huyết với nghề, dù ở bất kỳ đâu. Trong suốt thời gian là cô giáo tại trường mầm non Sông Đà, thị trấn Nậm Nhùn, cô Hằng luôn không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới sáng tạo trong nuôi dạy trẻ. Đồng chí Lù Thị Hằng thì là nhà trường đánh giá là cô ấy về mọi mặt là cô ấy luôn thực hiện tốt, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể là cái phần tư tưởng đạo đức chính trị của đồng chí là luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Về đạo đức lối sống thì đồng chí là một người rất là gần gũi và thân thiện, luôn được bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân nơi công tác tin tưởng và tín nhiệm. Vì trong cái thực hiện mọi nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian qua thì về phía nhà trường nhận định là đồng chí là một người rất là tâm huyết, tận tụy với công việc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đến nay, sau 17 năm đứng lớp, cũng là 17 năm trăn trở tâm huyết với nghề, những khó khăn vất vả đều đã trải qua. Cô Lù Thị Hằng đã gặt hái được nhiều thành tích, đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, được Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong dạy và học. Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Để nâng cao về cái chất lượng giảng dạy thì bản thân tôi thì đầu tiên là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch phù hợp với nhóm lớp, với độ tuổi mà nhà trường đã phân công giảng dạy. Thứ hai là tôi sẽ lựa chọn những cái nội dung làm sao để cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao cái chất lượng của học sinh và luôn đảm bảo được chất lượng chuyển cấp cho các con sau khi kết thúc năm học. Bằng sự tâm huyết yêu ngành, yêu nghề, không ngừng phấn đấu rèn luyện, cô giáo Lù Thị Hằng xứng đáng là một trong những điển hình tiêu biểu trong sự nghiệp chồng người của ngành giáo dục huyện Nậm Nhùn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đường giao thông của huyện Sìn Hồ đang được chú trọng đầu tư
mạng lưới giao thông dần được kiện toàn, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế của các địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại dự án nâng cấp đường Nậm Quẩy, Hua Quẩy, Nậm Cọ Mông giai đoạn 2. Dự án nâng cấp đường Nậm Quẩy, Hua Quẩy, Nậm Cọ Mông giai đoạn 2 được khởi công ngày 15 tháng 9 và dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tuyền, thành phố Lai Châu làm chủ đầu tư. Có tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương. Tuyến đường này được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn, tổng chiều dài toàn tuyến gần 9,4 km, đường rộng 3,5 m, hai bên lề 1,5 m, rãnh dọc thoát nước được thiết kế hình thang, toàn tuyến có rãnh thoát nước dày 12 cm. Tuyến đường có một số công trình phòng hộ, kè chắn đất ta luy theo định hình tại các vị trí đầu cống, vị trí có nguy cơ sạt lở để đảm bảo giao thông ổn định. Kè có kết cấu bằng dọ đá bê tông cốt thép. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý điều hành. Không chỉ là tuyến đường liên xã quan trọng, đây còn là tuyến đường phục vụ sản xuất, giúp việc chăm sóc khai thác cao su của những cánh rừng giáp danh từ xã Can Co sang xã Nậm Quẩy trở nên thuận lợi hơn. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi khởi công. Nhà thầu đã tập trung phương tiện máy móc nhân lực đầy đủ để đảm bảo cái tiến độ là từ nay đến 15 tháng 12 là phải xong cái tuyến đường này. Những ngày này công trường đang tập trung giải nhựa mặt đường, đến nay đã hoàn tất gần 3 km mặt đường, hơn 3 km rãnh dọc. Song song với đôn đốc, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, công tác giám sát tại công trình cũng được chú trọng, từ đầu vào của vật liệu tới quá trình thi công. Những đoạn đã được giải nhựa, được tiến hành các thí nghiệm để nghiệm thu, giải ngân theo từng hạng mục. Về công tác quản lý chất lượng và tiến độ, thì chủ tư thường xuyên bám sát hiện trường 24/24 và thay anh em thay phiên nhau túc trực ở trên công trường. Thứ nhất là về tiến độ, chất lượng và công tác quản lý chất lượng trên công trường đảm bảo thực hiện chặt chẽ. Để đảm bảo kỹ thuật tiến độ của dự án, trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát và thường xuyên đôn đốc nắm tiến độ công trình theo từng ngày. Có đánh giá để đề ra phương án hợp lý cho những ngày làm việc tiếp theo. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục yêu cầu nhà thầu tăng cường thiết bị, bổ sung nhân lực, làm K3 để công trình đạt vượt tiến độ đề ra, sớm đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại của bà con, góp phần thúc đẩy giao thương vùng thấp của huyện Sìn Hồ. Đến thời điểm này, trên 93% người từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó chủ yếu là mũi 1. Số còn lại đang đi lao động tại nước ngoài và một số đối tượng do chống chỉ định, bệnh nền, thai sản nên chưa tiến hành tiêm vaccine được. Để đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, huyện chỉ đạo ngành y tế và các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tiêm vaccine, phối hợp thực hiện đến tận nhà, tổ chức tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền như dị ứng, huyết áp, sẽ được đón ra trung tâm y tế huyện hoặc trạm y tế tiến hành sàng lọc kỹ trước khi tiêm. Hiện nay toàn tỉnh có trên 474.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên gần 442.000 ha, rừng trồng trên 19.200 ha, cây cao su 12.986 ha. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 50,9%. Với toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn đều được chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã góp phần phát triển rừng bền vững. Số vụ phá rừng, diện tích cháy và số vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng đã giảm đáng kể. Trên địa bàn tỉnh không có tụ điểm về phá rừng, kinh doanh lâm sản trái phép. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn ước đạt 357,51 tỷ đồng. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt đá xây dựng 8.100 khối, điện phát ra là 388,025 triệu kWh, nước máy sản xuất 11.550 khối, gạch xơi các loại 260.000 viên. Trong điều kiện tình hình thời tiết diễn biến phức tạp cùng dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn tập trung tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 11 trên địa bàn của huyện Nậm Nhùn ước đạt là 12,954 tỷ đồng. Công tác quản lý điều hành bình ổn giá đảm bảo cung cầu hàng hóa trên thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu được huyện thực hiện tốt. Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý thị trường, theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa,
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay toàn tỉnh có 16 hợp tác xã nông nghiệp tham gia chương trình OCOP, sở hữu 33 sản phẩm OCOP được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, trong đó 32 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao, chiếm hơn 54% tổng số sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh. Có được kết quả như vậy, thời gian qua, các sở ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo thực hiện theo quyết định số 836 ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và quyết định số 968 ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong đó có sự tham gia chủ lực của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn để tạo thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, đồng thời giúp người dân nâng cao thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp, hợp tác xã phát triển bền vững, đảm bảo đời sống, thu nhập ổn định cho các thành viên và người lao động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bản tin thời sự cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và trên trang fanpage chính thức của đài có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị và các bạn có thể truy cập, đăng ký, chia sẻ và theo dõi tại những địa chỉ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin thời sự lần sau.